Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn em bé nữa này. Hôm nay các em rất là dũng cảm đúng không ạ? Các chị các anh lên hái hoa xếp hàng tiếp theo câu số 4 đi. Nãy giờ chưa có nhân vật nào. À con tên là gì nào? Tép. À tép thật rồi. Hóa ra là tép thật. Đây chắc đúng là tép rồi. Tép này không biết là tép gạo hay tép moi hay là tép gì đây. Nào tép. Lỗi của việc đi chỗ là chùa là ghi là ghi là gì gì có đọc cho nghe nhé để cô
Em thì cũng biết tiếng Việt đấy, nhưng mà đợi em đọc thì chắc là thêm 10 phút nữa. Vâng, xin An Phương xin được đọc câu của em này. Lợi ích của việc đi chùa là gì? Thứ nhất, A là được gần gũi với chư Tăng, B là được lắng nghe giáo pháp, C là được gần gũi bạn lành, và D là cả A, B và C đều đúng. Con chọn phương án nào? D. Giỏi quá! Cho một phải 5 chàng hoa tay chứ không phải là một ạ. Bạn Tép này trả lời trúng Tép này là siêu nhất đấy. Cả 200% luôn, do vậy được 2 phần quà. Quyết định cuối cùng của ban tổ chức là được 2 phần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.